Chép bút nếu là 7 ký ghép âm ly hát karaoke có bị hút zip mic không? À ok, câu hỏi của anh cũng rất là hay. À, không chỉ một mình bút SA7 hay tất cả những dòng loa chép thì câu trả lời như hút zip mic hay không thì còn tùy thuộc vào cái cách căn chỉnh của các bác nữa nhá. Đấy, nếu mà bình thường như này anh em chơi một đô la như này thì bản thân khi mà chúng ta căn chỉnh tốt rồi thì nó sẽ không hút zip. Nhưng mà cũng một mức như vậy, nhưng mà anh em gấp loa chép vào thì khả năng cái hút zip nó sẽ tăng cao. Tăng cao là do gì? Do nó quá nhiều chép và cái chép đấy nó phóng xa, nó khỏe, cho nên nó vô tình nó bắt ngược vào cả mic của chúng ta. Nó tạo ra hiện tượng vòng lặp đấy, là feedback đấy. Trong tiếng Anh nó gọi feedback, thì lúc đấy nó gây ra hút zip. Thì lúc đấy chúng ta phải làm như thế nào? Thì anh em có thể giảm bớt chép đi thôi nhá, các bác nhé. Giảm bớt chép đi thôi. Vì hát karaoke nó không cần nhiều chép các bạn. Đấy, anh em lưu ý như vậy. Còn chép thì đương nhiên là có thể hát được, không sao hết. Nhưng miễn sao là anh em đừng để nó hút zip mic thì nó dễ bị cháy chép hơn.